Chào mừng anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh Thúy Ngân Stock. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng review lại diễn biến của thị trường trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 10, một cái phiên giằng co của chỉ số nhưng mà lại xuất hiện nhiều những cái nhóm ngành tăng tốt vôn vào, và có thể thấy được là dòng tiền ở trong giai đoạn này nó đang chạy khá là lung tung, và đây cũng là một cái thời điểm mà khá là khó để nhà đầu tư có thể chọn lọc được một cái cổ phiếu tốt để mà mua. Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái việc là dòng tiền đang luân chuyển như thế nào ha. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh thì đừng ngần ngại, hãy bấm nút đăng ký cũng như là like video này để mà ủng hộ em và lan tỏa video này đến nhiều nhà đầu tư hơn nữa nhé. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Góc nhìn về thị trường thì thật ra là cũng không có nhiều sự thay đổi đâu. Bởi vì trong giai đoạn này thì như em có chia sẻ ở những video trước là chúng ta vẫn nên chuẩn bị những cái nhịp rung lắc và điều chỉnh của thị trường. Bởi vì ở cái khung 1 giờ thì chúng ta thấy là nó vẫn chưa có về cái vùng quá bán. Nó về lưng chừng thôi, khoảng đâu đó là khoảng quanh 36 là nó cắt lên. Nhưng mà cái lực tăng nó vẫn chưa thực sự là rõ ràng, nó chỉ là một cái phiên hồi nhẹ thôi. Nên là về xu hướng về thị trường thì cái góc nhìn của em nó vẫn giữ nguyên. Tức là thị trường vẫn có khả năng rung lắc và tiếp tục điều chỉnh thêm một chút nữa, và cái vùng hỗ trợ hiện tại nó sẽ là quanh 1250, 1260, và chúng ta cũng phải xem coi kết tuần này nó đóng nến như thế nào. Mà nếu mà kết tuần này mà đóng nến xấu thì cái khả năng mà tuần sau nó sẽ có những cái rung lắc mạnh hơn là hoàn toàn có thể. Tính đến thời điểm hiện tại thì thị trường nó vẫn đang giằng co ở trên cái mốc là 1260, 1270, nó vẫn giằng co ở đây và nó bắt đầu nó hình thành những cái cây nến đi ngang rồi, đúng không nào? Ba phiên gần đây là hình thành những cái vùng nến đi ngang rồi. Và chúng ta cũng thấy là trong cái giai đoạn đi ngang này thì dòng tiền nó đang luân phiên nhau nó kéo. Ví dụ như là trong phiên ngày hôm qua thì chúng ta thấy là các cổ phiếu chứng khoán kéo khá là tốt, ví dụ như là có VCI kéo rất là mạnh ngày hôm qua. Sáng phiên ngày hôm nay thì vẫn còn kéo, nhưng mà về cuối phiên thì anh chị thấy là đa phần đảo chiều, và phần lớn các cái cổ phiếu trong nhóm ngành chứng khoán đều ghi nhận những cái nhịp giảm điểm, đặc biệt là cổ phiếu MBS với cái mức giảm khá là lớn, giảm đến hơn 5%. Và xét về cây vôn cũng như là về nến đó, thì chúng ta thấy là đều là những cây nến thân dài và vôn khá là cao. Có thể thấy là cái cây vôn này cao nhất từ cái thời điểm mà cổ phiếu này nó lên sàn, đúng không nào? Một cây vôn khá là khủng khiếp. Cho nên là đối với những cái cây vôn giảm vôn mạnh như thế này, trong trường hợp anh chị muốn mua để đánh vòng sau thì chúng ta cũng nên cẩn thận. Với những cái áp lực giảm mạnh như thế này thì nếu mà muốn vào á, thì ít nhất là nó cũng phải test lại khoảng đâu đó lần 2, lần 3 vào nó sẽ an toàn hơn. Ví dụ như ở giai đoạn này ở cái khung 1 giờ anh chị thấy là nó cũng về quá bán, sau đó nó hồi lên. Nhưng mà phải đợi đến lần test thứ hai thì cổ phiếu nó mới có được một cái đà tăng mạnh. Thì trong giai đoạn này á, khi mà cổ phiếu giảm với vốn cao như vậy thì chúng ta cũng phải cẩn trọng trong cái việc là chúng ta sẽ mua cổ phiếu để đánh vòng mới. Tại vì trước đó là em có báo anh chị theo dõi cái mã MBS này, theo dõi thôi chứ chưa có báo điểm mua, đúng không? Thì hiện tại là nếu trong trường hợp anh chị muốn mua thì chúng ta cần phải theo dõi thật là kỹ, và em cũng sẽ theo dõi kỹ. Nếu trong những phiên tiếp theo mà nó có thể có điểm mua, nó hồi được thì em sẽ báo với anh chị. Còn nếu không thì mình sẽ bỏ cổ phiếu này ra khỏi cái danh mục của mình. Bởi vì chắc chắn một cái phiên giảm vốn cao như thế này nó không phải là một cái tín hiệu tốt, mà hơn thế nữa cái cây vôn này nó gọi là cây vôn thời đại luôn, nó cao nhất từ lúc mà cổ phiếu này lên sàn, cho nên đây không phải là một cây vôn đơn giản. Chúng ta không nên xem nhẹ cái việc giảm điểm của cổ phiếu trong phiên ngày hôm nay. Ngoài con MBS thì anh chị cũng sẽ thấy là những cái cổ phiếu khác nó cũng ghi nhận cái mức độ điều chỉnh ở trong phiên ngày hôm nay, đúng không nào? Thì các cổ phiếu nó về đến vùng quá mua cho nên nó có rung lắc là bình thường. Nhưng mà như trước đó em chia sẻ với anh chị đó, là cái việc mà nó về cái vùng quá mua sau đó nó cắt xuống, nó không đồng nghĩa ngay với cái việc là nó sẽ giảm luôn. Bởi vì chúng ta thấy là rất nhiều những cái trường hợp là nó sẽ kéo lên test cái vùng quá mua đến lần thứ hai hoặc lần thứ ba thì nó mới bắt đầu nó đảo chiều. Nên trong giai đoạn này thì khi mà các cái cổ phiếu này nó giảm thì chúng ta cứ tạm thời bình tĩnh, và như em có chia sẻ ở những video trước á, là
chúng ta sẽ tìm những cái vùng hỗ trợ, sau đó là chúng ta mở cái khung 1 giờ lên, rồi chúng ta chờ những cái tín hiệu mà về quá mua, về quá bán chứ, rồi sau đó cắt lên thì chúng ta sẽ mua, nhưng mà để an toàn thì mình cũng chỉ mua có 50% thôi đó. Cho nên là nếu anh chị nào đã mua một mã chứng khoán trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta cũng bình tĩnh theo dõi, bởi vì trong cái nhóm này thì hiện tại là em có chia sẻ với anh chị là về VCI, báo vùng mua là ở quanh cái vùng 36x. Cổ phiếu VDS thì là 21x đến 22, cho nên là nó cũng quanh quanh cái vùng mua thôi, chưa có những cái vấn đề gì quá tiêu cực cả. Cho nên là chúng ta cứ theo dõi tiếp, và với cái sự luân chuyển của dòng tiền thì cái việc mà ngày hôm nay nhóm này kéo, sau đó là đến nhóm khác kéo là chuyện hết sức bình thường, chỉ cần nó không vi phạm những cái quy tắc về cấu trúc tăng thì nó vẫn có thể tiếp tục nắm giữ. Và anh chị thấy là có rất nhiều cổ phiếu trong giai đoạn vừa qua mình mua xong nó cứ đi ngang mãi đến hôm nay nó mới tăng, ví dụ như là con HAH hay là mã BVT, thì chỉ cần cổ phiếu nó không vi phạm thì chúng ta vẫn có thể nắm được. Và những cái nhóm ngành nào mà nó có cái tin tức bổ trợ thì nó sẽ được kéo tốt hơn. Và cũng xin chúc mừng những anh chị nào mà đã nắm giữ BVT cũng như là HAH ở trong giai đoạn vừa qua, vì nhóm ngành này hôm nay nó đã có những cái tín hiệu tích cực về cả dòng tiền, về cả nến và về cả RSI nữa. Chúng ta đều ghi nhận những cái tín hiệu cắt lên ở ba cái khía cạnh này, đúng không nào? Cho nên là cái khả năng mà kéo tiếp ở những phiên tiếp theo là vẫn còn. Cho nên là những anh chị nào đang nắm các cổ phiếu như là BVT hay HAH thì mình có thể là tiếp tục nắm giữ, nhưng không phải là lúc nào cũng sẽ có nó cũng kéo được, đúng không? Những cái cổ phiếu mà vi phạm cut loss, ví dụ như là LAS nó vi phạm cái vùng lướt sóng của mình, hay như là mã ví dụ như là con TNG thì bắt buộc là anh chị phải bán ra, bởi vì đã là hàng lướt sóng thì chúng ta phải tuân thủ kỹ thuật. Trong trường hợp mà nó về sát cái vùng cut loss mà nó có những cái tín hiệu tốt thì ok, mình có thể theo dõi thêm 1-2 phiên. Nhưng ở trong những phiên gần đây thì lời khuyên của em dành cho những cái cổ phiếu mid cap mà nó đã vi phạm cut loss thì tốt nhất chúng ta nên bán lại, trong trường nên bán đi. Chỉ những trường hợp nào ví dụ nó không vi phạm như là con HAH hay là con BVT trong suốt giai đoạn vừa qua nó không vi phạm thì ok, mình có thể nắm tiếp được và chờ những cái tin tức hỗ trợ cho các cổ phiếu này kéo thì mình có thể bán đó. Và cái sự luân chuyển dòng tiền này nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là cực kỳ khó đầu tư, nếu anh chị không phân tích được thì mình sẽ rất là khó để tìm kiếm được lợi nhuận ở trong giai đoạn hiện tại. Và ngày hôm nay ngoài cái nhóm ngành cảng biển này thì chúng ta thấy là cái nhóm ngành thép cũng là một nhóm ngành tăng rất là ấn tượng. Và đối với nhóm ngành thép thì em cũng đã có chia sẻ với anh chị từ rất lâu rồi, góc nhìn của em nó sẽ là trung hạn chứ không phải là lướt sóng, bởi vì cơ bản cái đoạn này nó vẫn đang thiên về giảm chứ chưa có xác nhận là vào một cái sóng tăng mạnh mẽ, cho nên là em vẫn thiên về đánh trung hạn. Và trong cái xuyên suốt cái giai đoạn mà nó hồi từ đáy thì em cũng đã báo khách hàng của mình trading rất là nhiều vòng rồi, tức là mình tìm kiếm những cái khoản lợi nhuận nhỏ đối với những cái cổ phiếu mà mình đánh trung hạn. Và đối với Hòa Phát thì ví dụ như 1-2 phiên gần đây là em có báo mua ở quanh cái vùng 26, ngày hôm nay khi mà giá nó kéo lên 26,95, 27 thì cũng lời đâu đó được 2-3%, hay kể cả là Hoa Sen thì em vẫn báo mua là đâu đó là cái vòng gần nhất nha, quanh 21 thì hôm nay cũng có lời nhẹ từ cái vùng mua đó. Và đặc biệt là Hòa Phát thì chúng ta thấy là cổ phiếu có những cái tín hiệu tăng đi kèm với vol rất là ấn tượng trong phiên ngày hôm nay. Và có một cái mà em cũng mới quan sát thấy gần đây em muốn chia sẻ với anh chị là có rất là nhiều những cái cổ phiếu nó có cái thiên hướng như thế này nè, tức là RSI ở cái khung ngày nó chạm sát vào cái đường signal đường màu vàng rồi mà sau đó lại có những cái tín hiệu bẻ lên đó, và thường thì những cái cổ phiếu này nó sẽ kéo tăng về lại được quanh những cái vùng quá mua ở đây. Thì ngày hôm nay á, Hòa Phát á, em để ý là khi mà nó hai cái đường này nè nó sát lại với nhau, sau đó thì em bắt đầu thấy là dòng tiền vào khớp lệnh Hòa Phát rất là tốt đó. Cho nên là ngày sáng ngày hôm nay thì em vẫn báo một số khách hàng của em là gom thêm ở quanh vùng 26x được, và trong phiên thì chúng ta thấy là có thời điểm là kéo lên đến hơn 27, đúng không nào? Thì đây cũng là một cái khía cạnh khá là hay mà em muốn chia sẻ đến cho anh chị để mà chúng ta có thể test lại trong quá khứ. Thì nói chung là em cũng sẽ test lại trong quá khứ nhiều hơn rồi em sẽ chia sẻ với anh chị, nhưng mà em thấy là ở những cái phiên gần đây là có nhiều những cái cổ phiếu nó sẽ có cái hiện tượng như thế này, kể cả như là cổ phiếu Hoa Sen nè, nên chị thấy là nó sát lại cái đường signal xong sau đó là nó bẻ lên
Chỉ cần là những cái cổ phiếu đấy nó vẫn giữ giá ổn, nó tạo những cái vùng đi ngang ok, không vi phạm gì cả, không có những cái tín hiệu bị bán tháo, thì cái khả năng mà nó bẻ lên tăng tiếp là vẫn còn. Ví dụ như trong cái giai đoạn này anh chị thấy là Hòa Phát đã giảm đúng không, giảm 3 phiên, nhưng mà trong cái quá trình giảm thì vốn nó cũng giảm và nó không có bị cắt xuống, cũng như là cái động lượng nó không có chuyển từ xanh sang đỏ đó. Cho nên là khi mà chúng ta thấy có những cái tín hiệu tiền vào thì hoàn toàn là mình có thể mua để mình ăn cái nhịp ngắn sau đó. Và hiện tại là có khá là nhiều cổ phiếu nó có diễn biến như thế này, anh chị có thể test thêm về cái khía cạnh này của RSI ha, thì em cũng sẽ test, và nếu mà em có thấy được những cái gì hay thì em sẽ chia sẻ ở trên video, nên là anh chị cứ yên tâm. Đó, thì ngày hôm nay là có thép nè, có cảng biển là hai cái nhóm ngành mà tăng tốt nhất. Còn các cái mã khác ở trên thị trường thì anh chị thấy là nó sẽ không có ấn tượng và cái diễn biến tăng của nó khá là phân hóa. Ví dụ nha, trong nhóm ngành ngân hàng thì anh chị thấy là chỉ có cổ phiếu LB Bank và HD là với lại Techcom, AB Bank thì nó nhỏ quá nên là thôi bỏ qua. LB Bank, HD Bank và Techcombank là nó còn tăng tốt được thôi. Còn đa phần các cổ phiếu còn lại nó đều hình thành những cái cây nến trả điểm. Nói chung là em đã có chia sẻ rồi là các cổ phiếu khi mà nó về đến vùng quá mua thì nó sẽ gặp rung lắc thôi. Có những cái cổ phiếu ví dụ như là TB, ví dụ như là SCB, thì nó kiểu là nó mới tăng từ một cái vùng nén khá là dài, cho nên là cái đà tăng của nó sẽ chưa chững lại ngay trong phiên, nó có thể là nó sẽ kéo lên được, nhưng mà rõ ràng là về cuối phiên là nó bắt đầu nó hình thành những cái cây nến với râu nến bên trên đảo chiều, khá là giống với lại MB ở đoạn trước, hay là giống với lại HD Bank, giống với ACB, hay là giống với HT Bank. Khi mà nó hình thành những cái cây nến với cái râu nến hoặc là những cái thân nến giảm thì chúng ta thấy là rất dễ là nó sẽ quay đầu, có thể là nó sẽ chưa giảm ngay lập tức nhưng mà ở quanh quanh cái vùng đấy thôi là gần như là vùng đỉnh ngắn hạn rồi, và sau đấy nó sẽ có những cái tín hiệu điều chỉnh. Nên là đối với những anh chị mà chúng ta đã chốt lời bớt ngân hàng rồi thì khi mà các cái cổ phiếu mình chốt bớt nó điều chỉnh ở giai đoạn sau thì chúng ta có thể là canh mua được. Công thức thì em cũng đã báo với anh chị rồi. Và ngày hôm nay thì có HD là cổ phiếu hồi khá là tốt, sau khi mà giảm liên tục 5 đến 6 phiên và nó về lại quanh cái vùng hỗ trợ ngắn hạn. Cái vùng này thì anh chị thấy là một là nó là đỉnh cũ nè, hai là nó là cái vùng nền trước đó nè, nên là về đây nó sẽ có những cái phản ứng. Ở khung 1 giờ thì chúng ta thấy là nó cũng đã có những cái tín hiệu giao cắt lên ở RSI rồi, nhưng mà cái khả năng mà nó còn nhúng lại nữa rồi nó mới cắt lên thì hoàn toàn bình thường ha. Nhưng mà nhìn chung là đã có giá đỡ ở quanh cái vùng cầu 26x này rồi, nên đây cũng là một cái tín hiệu tích cực cho cổ phiếu. Thì đối với HD Bank thì đoạn vừa rồi em cũng có báo gom 50% trước để mà đánh ngắn hạn, thì hôm nay cũng đang bắt đầu có lời nhẹ đối với cổ phiếu này, và nếu trong những phiên tiếp theo mà có rung lắc thì em có thể là sẽ canh để gom thêm. Bởi vì góc nhìn của em là khi thị trường muốn vượt những cái vùng cản quan trọng bắt buộc là nó phải có ngân hàng và chứng khoán, cho nên là đoạn này nó điều chỉnh là bởi vì trước đó nó đã tăng nhiều rồi, nó sẽ có áp lực chốt lời, dòng tiền sẽ có xu hướng là tìm từ những cái nhóm đã tăng sang những cái nhóm chưa tăng, cho nên là trong ngắn hạn nó sẽ có những cái sự điều chỉnh, nhưng mà nó không phải là sự kết thúc của một xu hướng tăng, nó mới chớm tăng thôi, cho nên là mình vẫn có thể tận dụng được cái đà tăng của cổ phiếu để mà chúng ta đánh trong ngắn hạn ha. Thì góc nhìn về ngân hàng của em sẽ không thay đổi, quan trọng là anh chị chọn được cái điểm mua thôi. Thì hiện tại em cũng chia sẻ luôn với anh chị là em đã bán khách hàng của mình vào 50% đối với HD Bank ở cái vùng 26x 27 rồi, và ở trong đêm tiếp theo thì sẽ tiếp tục canh để mà gom cái phần còn lại ha. Thì các cái cổ phiếu ngân hàng nếu anh chị nào chưa chốt thì nên tận dụng để chốt bớt đi, vì anh chị cũng thấy được là cái sự chốt lời, cái áp lực bán của các cổ phiếu nó thể hiện rất là rõ qua các cái thân nến, và bản chất là các cái mã này nó cũng không tăng thêm được bao nhiêu, nó chỉ loanh quanh ở những cái vùng cản trước đó mà thôi, nó không có đi xa được nữa vì cơ bản là giá nó đã chạm quá mua rồi, cộng thêm các bối cảnh thị trường nữa nên là đa phần nó sẽ có những cái rung lắc khi mà về quá mua ha. Thì đó là góc nhìn về ngân hàng. Chứng khoán thì mình cũng nói rồi, thép thì đó như em có nói là hôm nay tiền vào rất là tốt và các cổ phiếu thì em đánh giá là vẫn còn kéo lên được, ít nhất là lên đến quanh quá mua ở trên này rồi nó mới có những tín hiệu điều chỉnh, nên anh chị nào có nắm thì mình cứ nắm giữ ha. Và trong trường hợp mà anh chị muốn trading thì anh chị hãy tận dụng Roblox, ví dụ như là khách hàng của em hôm nay em thấy là các cổ phiếu này gom thêm được thì em sẽ nhắn lên nhóm để anh chị nào có mã này thì anh chị nhắn cho em, rồi em sẽ báo những cái vùng mua ví dụ như là hoa sen nè,
mua quanh 21 nè, rồi Hòa Phát là mua quanh 26 nè đó. Và khi mà nó kéo lên ngay trong phiên hoặc là một vài phiên tiếp theo thì mình có thể bán cái phần mà mình gom thêm, còn cái phần mình mua trung hạn thì mình vẫn nắm giữ thôi, tức là mình vẫn kiếm được lợi nhuận trong ngắn hạn dựa trên những cái cổ phiếu mình nắm trung hạn. Đấy cũng là một cái cách đầu tư khá là hay đó, thì mình sẽ rất là linh động dòng tiền. Và hôm nay thì hơi đánh tiếp một chút ở cái nhóm ngành dầu là cách mạng nó cũng tăng được ở trong phiên đấy, nhưng mà về cuối phiên thì nó lại không giữ được, ví dụ như là PVS, ví dụ như là BVD, ví dụ như là cổ phiếu PVP. PVP thì hôm nay em cũng báo khách của mình là 30 quanh 32 thì chốt nốt phần còn lại luôn rồi, nói chung lợi nhuận cũng 90%. Còn những cái mã khác ở trong ngành thì vẫn nắm giữ thôi. Hôm nay có GSP là hồi phục khá là ổn. Con này thì cái cách vận động nó cũng khá là giống oil đấy. Giai đoạn này thì nếu anh chị có nắm các cái cổ phiếu dầu lướt sóng mà nó không vi phạm cut loss thì em nghĩ là nên nắm giữ đi. Tại vì dầu nó hay đi ngược thị trường. Khi mà thị trường điều chỉnh á, thì các cổ phiếu này nó sẽ dễ hồi hơn. Và trong giai đoạn này thì đối với thị trường thì cái việc mà còn rung lắc là vẫn có thể, chứ nó chưa có một cái cây nến nào xác nhận là nó sẽ tăng luôn từ vùng này cả. Nên là mình đừng có quá lạc quan. Mình vẫn sẽ tuân thủ cut loss cho những cái mã trong ngắn hạn, nhưng mà em thấy là những cái mã này, những cái mã dầu nó rất là dễ kéo ở những phiên tiếp theo, nên là anh chị cứ giữ. Còn BVT thì nói chung là nó liên quan đến bên vận tải cảng biển rồi, nó với lại SAH thì nó chạy đồng pha với nhau, và như em chia sẻ thì hai mã này thì khả năng là nó còn kéo được. Hôm nay break nền vôn vào và RSI cắt lên rồi nên là vẫn còn dư địa kéo lên được nữa ha, thì anh chị canh để anh chị chốt thôi. Đó là những cái nhóm mà em đánh giá là nổi bật nhất trong phiên ngày hôm nay. Còn phần lớn anh chị lướt qua một vòng thì anh chị sẽ thấy là những cái nhóm mid cap khác nó sẽ đi ngang và nó điều chỉnh, nó không có thực sự nổi bật. Và đặc biệt là trong cái nhóm ngành bán lẻ thì có MWG ngày hôm nay giảm cũng khá là mạnh. Thì thật ra là cổ phiếu này nó cũng đã tăng xuyên suốt trong cái giai đoạn vừa qua. Và khi mà đã tăng nhiều rồi đúng không, thì nhà đầu tư họ sẽ không có muốn mua ở những cái vùng trên cao nữa, họ sẽ chờ đợi ở những cái vùng bên dưới đó. Và đoạn này thì giá nó đang bắt đầu nó chiết khấu, và chúng ta thấy là cái xu hướng mà giá nó về cái vùng quá bán ở dưới này ở khung này rồi nó mới hồi lên là cao, cho nên là những anh chị nào mà chưa chốt lời MWG trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta cũng nên cân nhắc chốt bớt đi để xem coi cái quá trình nó điều chỉnh như thế nào. Tại vì vẫn có những cái khả năng là nó sẽ điều chỉnh sâu ha. Ví dụ như anh chị thấy là nó chạm RSI lần 1, sau đó nó hồi nhẹ rồi nó phải cắt lên đến lần thứ 3 đây nè, đến lần thứ 2 thì nó mới bước vào được một cái nhịp hồi, nên là mình cũng cần cẩn thận ở giai đoạn này nhé. Đó là những ai mà đang có hàng á thì mình cũng nên canh chốt lời, tại vì thêm một cái yếu tố nữa đó là dòng tiền ở trong giai đoạn này nó không có đánh vào bán lẻ, nó đang chỉ tập trung vào một số những cái nhóm ngành chính thôi, thành ra những cái nhóm ngành này nó không thu hút được dòng tiền, do vậy thì cái quá trình điều chỉnh của nó sẽ lâu hơn và nó có thể là nó sẽ điều chỉnh nhiều hơn. Do đó là mình nắm mid cap, mình nắm các cổ phiếu lướt sóng mà nó vi phạm cut loss thì tốt nhất là chúng ta nên xử lý đi trong cái bối cảnh hiện tại, vì bối cảnh hiện tại là diễn biến của các nhóm ngành nó không có quá tích cực đâu, dòng tiền nó chỉ tập trung vào một số cổ mà thôi, nên là mình cũng phải tỉnh táo trong cái việc là cắt lỗ sớm, tìm kiếm cơ hội đầu tư lại, thay vì mình cứ ôm một cái cổ phiếu và chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để mà chờ cổ phiếu hồi lên về bờ, đúng không nào? Cho nên là lưu ý cái vấn đề các cái cổ phiếu giúp em ha. Và chắc chắn rồi, trong giai đoạn này là một cái giai đoạn cực kỳ khó đầu tư, và em cũng đã có chia sẻ với anh chị là thị trường, nhà đầu tư nè sẽ càng ngày càng thông minh lên, cho nên là thị trường nó cũng sẽ càng ngày càng phức tạp và khó lường hơn. Không thể nào mà mình mua đại một cổ phiếu mà có lời được đâu. Bây giờ nó sẽ cần phải có kiến thức, cần phải phân tích về, ok anh chị giỏi về phân tích cơ bản thì anh chị phân tích cơ bản, anh chị giỏi về phân tích kỹ thuật thì anh chị phân tích kỹ thuật, nhưng nói chung là mình phải có một cái phương pháp đầu tư, mình phải có cái quá trình kiểm định lại cái phương pháp đó và mình thực chiến thì mình mới có được nhiều cái dữ liệu, nhiều cái trải nghiệm để mà mình có thể đầu tư được ở giai đoạn này. Có nhiều anh chị hỏi em là tại sao em biết được là dòng tiền nó đến nhóm ngành nào, thì thật ra khi mà anh chị đã phân tích hoặc là quan sát các cái biểu đồ đủ lâu á thì anh chị nhìn cái nhóm ngành đó, anh chị lướt qua một vòng, anh chị thấy là các cổ phiếu nó đều giữ giá, nó đều có những yếu tố tích lũy, nó đều có những cái yếu tố tiền vào.
ở trước khi mà nó có những cái cây break là nó sẽ có những cây tăng nhẹ tạo những cái vùng nền rất là đẹp, xiết lại biên độ, thì mình sẽ cảm nhận được là à dòng tiền nó đang ở những cái nhóm ngành này, và nếu như có tin tức bổ trợ thì nó sẽ càng dễ để kéo các cái cổ phiếu đấy lên đó. Cho nên là muốn đi lâu dài thì mình phải trang bị kiến thức, và thị trường nó sẽ càng ngày càng khó, chứ không thể nào mà thị trường lúc nào cũng dễ được đâu. Nó sẽ không có đánh theo cái kiểu như ở giai đoạn 2020, 2022 ở đây là mua cổ nào cũng ăn. Nó sẽ khó hơn, cái cách vận động của thị trường của cổ phiếu nó sẽ khó hơn, nó sẽ có những cái pha mà kiểu tăng trong bất ngờ, nhà đầu tư không kịp mua, rồi sau đó nó lại rũ thật là mạnh, rồi nó mới tiếp tục nó kéo. Thì trong cái quá trình này thôi là chúng ta đã phải, nếu mà không tỉnh táo là chúng ta sẽ phải, thứ nhất là bỏ, một là bỏ lỡ cái nhịp tăng này, hai là mua giá cao, ba là khi nó giảm là chúng ta sẽ phải cắt lỗ, rồi khi mà nó giảm thì mình lại bi quan với thị trường, mình không dám mua, để rồi khi mà nó đẩy lên thì mình lại tiếp tục là mình mua đuổi. Nói chung là nó cứ là một cái bài toán lo sợ, sợ hãi. Khi tăng thì không dám mua, rồi khi giảm cũng không dám mua, và cứ kiểu lưng chừng gần đỉnh rồi á thì lại đu vào mua. Đó thì đó là một cái bài toán tâm lý rất là phổ biến ở trên thị trường tài chính. Cho nên nó là làm gì thì làm, mình phải có kiến thức thì mình mới đi lâu dài được với thị trường ha. Thì những cái phân tích của em ở trong các cái video thì em cũng có lồng ghép phân tích kỹ thuật vào, thì hy vọng là nó sẽ giúp ích được đến cho anh chị có thêm kiến thức để mà mình chủ động phân tích về thị trường hơn ha. Đó, vậy thì video ngày hôm nay cũng chỉ mang tính chất là review lại những cái nhóm ngành chính chủ yếu của thị trường thôi, và em cũng vẫn giữ quan điểm cũ, đó là nếu như mà chúng ta đánh lướt sóng thì chúng ta chỉ có thể tập trung vào những nhóm ngành đang khỏe hơn so với thị trường, còn những cái nhóm ngành mid cap nó có tin tức bổ trợ thì mình phải mua từ trước đó rồi thì mình mới có lợi thế về mặt T cộng. Khi mà nó kéo một hai cây là chúng ta sẽ canh bán luôn, chứ bây giờ nếu mà chúng ta đợi break rồi chúng ta mới mua thì đôi khi hàng về thì cái nhóm đấy nó đã tăng xong rồi, tại vì cái nhịp tăng của các cái mid cap hiện tại nó rất là yếu, nó chỉ được vài phiên thôi là nó sẽ điều chỉnh. Cho nên là cứ tập trung chủ yếu vào trụ như ngân hàng, như chứng khoán, đợi nó chỉnh về những vùng hợp lý rồi chúng ta gom. Còn những nhóm hàng như là dầu khí, như là thép thì góc nhìn của em vẫn đã là trung hạn, em đã nói rất là nhiều lần trước đó rồi ha. Còn cảng biển thì là những cổ phiếu đó là những cổ phiếu lướt sóng và nó không vi phạm kỹ thuật, cho nên là em vẫn nắm, và khi mà có thông tin bổ trợ ra thì nó kéo thì mình sẽ canh để mà mình chốt lời thôi. Đó. Thì đó là cái góc nhìn về đầu tư của em ở trong giai đoạn này. Đừng có đảo hàng liên tục bởi vì thực sự không hiệu quả ở thời điểm này đâu. Còn về thị trường thì nói chung thì chúng ta vẫn sẽ quan sát phản ứng của giá ở những cái vùng quanh 1260, 1270 và tiếp theo là quanh 1250. Mình sẽ xem phản ứng giá ở vùng này, và cũng nên chuẩn bị tâm lý là thị trường vẫn sẽ còn rung lắc chứ chưa có những cái tín hiệu gì xác nhận lên luôn đâu ha. Cho nên là cái cách đi vốn của em cũng chỉ là đi 50% cho các cổ phiếu lướt thôi, và phần còn lại thì em vẫn đang theo dõi, vì cách đi vốn nó cũng sẽ quyết định rất là lớn đến việc là chúng ta có lời hay không. Ok, thì nội dung đến đây thôi, và cảm ơn anh chị đã theo dõi đến hết video này. Nếu anh chị cảm thấy video hay, bổ ích thì cho em một like và đăng ký kênh để mà ủng hộ em nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.